Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ẩn mình trong một xưởng đóng tàu trên sông Dương Tử, cách xa các xưởng đóng tàu lớn ở Thượng Hải, là một tàu sân bay mới. Đây là chiếc thứ tư của Trung Quốc, một con tàu mà sự tồn tại của nó chưa từng được báo cáo trước đây. Chỉ có Trung Quốc mới có thể chế tạo tàu sân bay một cách tương đối bí mật như thế. Kết nối câu chuyện này với tham vọng quân sự ngày một gia tăng của Bắc Kinh, thì có thể thấy rằng đây là một mối nguy hiện hữu với các nước láng giềng và cả đối thủ hàng đầu của họ là Hoa Kỳ. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu dự án quân sự bí mật đó của Trung Quốc quý vị nhé. Trung Quốc gây sốc. Sự quan tâm của các chuyên gia cũng như là cư dân mạng đã bị thu hút bởi một tàu chiến bí ẩn mới của Hải quân Trung Quốc. Loại tàu này cho đến nay vẫn chưa được biết đến. Nhưng điều chúng ta biết là con tàu đã được đóng trong thời gian kỷ lục. Một tàu hộ tống hoặc tàu khu trục hạng nhẹ hoàn toàn mới của Trung Quốc được cho là đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên. Thiết kế của con tàu có một số điểm tương đồng lớn với các tàu hộ tống lớp Visby tránh radar của Thụy Điển. Có khẩu pháo chính được giấu bên trong một mái vòm thấp có thể quan sát được khi không sử dụng. Mặc dù con tàu mới này có vẻ lớn hơn. Tiến độ nhanh chóng của công việc chế tạo con tàu này làm nổi bật quy mô và phạm vi ấn tượng về khả năng đóng tàu của Trung Quốc, đặt ra những thách thức đáng kể đối với ngay cả những quốc gia được trang bị tốt nhất, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chỉ 2 tuần trước, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, được trang bị máy phóng và những cải tiến quan trọng khác, cũng bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển. Hình ảnh con tàu trên biển nổi lên trên mạng xã hội vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, chi tiết chính xác về thời điểm con tàu rời cảng, lộ trình di chuyển và liệu nó đã quay trở lại hay chưa thì vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh khẩu pháo chính được giấu ở mũi tàu, các hình ảnh trực tuyến hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy có vẻ như một hệ thống phóng thẳng đứng được bố trí ngay phía trước cấu trúc thượng tầng chính cùng với sàn đáp ở đuôi tàu. Thiết kế này ưu tiên tính năng tàng hình. Các yếu tố thiết kế chính bao gồm cấu trúc cột tích hợp trên đỉnh cầu và không có anten lớn hoặc là thiết bị phản xạ radar trên cấu trúc thượng tầng hoặc bom. Thiết kế tổng thể nổi bật bởi các bề mặt nhẵn, phẳng và nhiều cạnh nghiêng vào phía trên eo tàu. Cấu hình này được thu hẹp dần trên mực nước. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phần thân dưới loe ra phía ngoài. Nguyên tắc thiết kế tương tự có thể được nhìn thấy trên các tàu hộ tống tàng hình lớp Visby của Thụy Điển và tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt của Hải quân Hoa Kỳ. Về kích thước, các chuyên gia ước tính chiều dài của tàu chiến tàng hình mới là khoảng 97m. Ước tính này dựa trên so sánh với các tàu hộ tống Type 0560 tàng hình được NATO gọi là lớp giang đảo, cũng được nhìn thấy trong hình ảnh vệ tinh tương ứng bên dưới. Type 056 tiêu chuẩn dài 90m và có lượng giãn nước khoảng 1.500 tấn. Điều đáng chú ý là nhà máy đóng tàu Liêu Ninh trước đây đã sản xuất tàu hộ tống Type 056. Mục đích sử dụng dự định của Trung Quốc đối với tàu tàng hình mới này vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, khả năng tàng hình của nó có thể đặc biệt hấp dẫn đối với Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAN. Mặc dù điều quan trọng cần nhớ là thiết kế có khả năng quan sát thấp của con tàu không khiến nó trở nên vô hình trước radar, nhưng nó khiến việc phát hiện và phân loại trên radar từ xa trở nên khó khăn hơn. Khả năng tàng hình này khiến nó đặc biệt khó bị phát hiện và tấn công ở tầm xa ở các khu vực ven biển vì nó có thể hòa lẫn với lưu lượng thuyền nhỏ hơn và những địa hình phức tạp về mặt địa lý. Các khu vực ven biển, chẳng hạn như các khu vực trong chuỗi đảo thứ nhất, có tầm quan trọng to lớn đối với PLAN. Khu vực Thái Bình Dương này được xác định bởi ranh giới được hình thành bởi đường quần đảo đầu tiên kéo dài từ lục địa Đông Á, bao gồm các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, chẳng hạn như là quần đảo Senkaku. Chuỗi đảo thứ nhất cũng mở rộng đến Biển Đông quan trọng, khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố gần như hoàn toàn là của mình. Trung Quốc đã quân sự hóa mạnh mẽ khu vực này, đáng chú ý nhất là thông qua việc xây dựng các pháo đài trên đảo nhân tạo. Chúng ta nên xem xét khả năng PLAN có thể triển khai một hạm đội tàu hộ tống tàng hình mới chủ yếu để phòng thủ bờ biển. Điều này sẽ giải phóng các tàu khác, chẳng hạn như là tàu khu trục Type 054A cho các nhiệm vụ biển xanh rộng lớn hơn. Tàu hộ tống tàng hình mới này phù hợp với xu hướng toàn cầu về các tàu hộ tống được trang bị vũ khí hạng nặng và tàu khu trục hạng nhẹ. Không thể phủ nhận rằng sự phát triển của con tàu này đã tiến triển với một tốc độ đáng kể. Sự phát triển nhanh chóng này phản ánh năng lực đóng tàu được nâng cao đáng kể của Trung Quốc. Cách đây gần một năm, Văn phòng Tình báo Hải quân của Hoa Kỳ cảnh báo năng lực đóng tàu của Trung Quốc gấp hơn 200 lần của Mỹ.
Ngoài số lượng, Trung Quốc cũng đang đóng những con tàu ngày càng có năng lực, cho thấy sự cải thiện về chất lượng ở một số khía cạnh. Phải công nhận rằng, năng lực đóng tàu của Trung Quốc thực sự ấn tượng và điều này được thể hiện rõ qua việc họ đã chế tạo được con tàu này và đưa nó ra biển chạy thử nhanh như thế nào. Ngay cả Mỹ hiện cũng không có khả năng chế tạo một tàu chiến tối tân như vậy một cách nhanh chóng, và điều này khiến Washington và các đồng minh đặc biệt quan ngại. Chỉ 2 tuần trước đó, Bắc Kinh đã trình làng tàu sân bay được thiết kế trong nước đầu tiên, được trang bị hệ thống máy phóng và các tính năng tiên tiến khác. Chẳng bao lâu nữa, tàu chiến khổng lồ cũng sẽ bắt đầu chạy thử trên biển ở vùng biển Trung Quốc. Trước đó, hồi cuối tháng 4, chuyên trang Hải quân đã đăng tải thông tin tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm trên biển đầu tiên. Tất cả những điều này cho thấy, có vẻ như Bắc Kinh đang tăng tốc về năng lực và công nghệ để trang bị cho lực lượng hải quân của họ trở nên bất bại. Hãy khoan nói về chất lượng, vì phải trải qua thực chiến thì mới đánh giá được. Nhưng về số lượng và năng lực thì Trung Quốc đang thể hiện sự bắt kịp, thậm chí là còn nhỉnh hơn so với Hoa Kỳ. Điều này để nói lên rằng không thể nhìn Trung Quốc với con mắt coi thường được. Chưa dừng lại ở đó, điều khiến thế giới bất ngờ thứ hai là việc Trung Quốc xây dựng tàu sân bay không người lái chuyên dụng đầu tiên trên thế giới. Thông tin này đã được chuyên trang Hải quân đăng tải. Bí mật sông Dương Tử. Theo tin tức Hải quân thì ẩn mình trong một xưởng đóng tàu trên sông Dương Tử, cách xa các xưởng đóng tàu lớn ở Thượng Hải, là một tàu sân bay mới. Đây là chiếc thứ tư của Trung Quốc, một con tàu mà sự tồn tại của nó chưa từng được báo cáo trước đây. Chỉ có Bắc Kinh mới có thể chế tạo tàu sân bay một cách tương đối bí mật như vậy. Thế giới biết đến 3 tàu sân bay của Trung Quốc, chiếc lớn nhất và có khả năng mạnh nhất là Type 003 Phúc Kiến, hiện đang được thử nghiệm trên biển. Điều này chúng ta vừa đề cập ở trên, nhưng nó chưa thu hút và gây sự chú ý bằng tàu sân bay không người lái có cánh cố định, chuyên dụng, vì đây là loại tàu đầu tiên trên thế giới, cho nên không thể nói nó bắt chước bất kỳ tàu phương Tây nào được biết đến. Thiết kế này nhỏ hơn so với các tàu sân bay thông thường, với sàn đáp có chiều dài bằng 1/3 và chiều rộng bằng một nửa so với siêu tàu sân bay của Hải quân Mỹ hoặc là Hải quân Trung Quốc. Có thể vận hành máy bay cánh cố định từ nó, nhưng cách bố trí sàn thẳng của nó sẽ lỗi thời, không cho phép máy bay cất cánh và hạ cánh cùng lúc. Ngoài ra, dường như không có chỗ cho một nhà chứa máy bay thông thường, nên số lượng máy bay sẽ bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên, nó vẫn có ý nghĩa như là một tàu sân bay không người lái. Như chúng ta đã biết, máy bay không người lái ngày càng trở thành một phần của chiến tranh hải quân. Hải quân hàng đầu đã thử nghiệm chúng trên các tàu sân bay thông thường, và một số hải quân, đặc biệt là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đang lên kế hoạch cho tàu sân bay không người lái. Nhưng không gian này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, trong khi Trung Quốc thì đang vọt trội lên. Hiện thông tin về loại tàu sân bay này vẫn ít ỏi, nên rất khó phân tích về nó. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể thì sức mạnh hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc đem lại nhiều bất lợi chiến lược và quân sự cho Mỹ ở các mặt sau. Thứ nhất là thách thức vị thế chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Sự hiện diện hải quân mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực có thể làm suy giảm vai trò và ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt ở các đồng minh như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Australia. Khi hải quân Trung Quốc mạnh lên, họ có thể tăng cường kiểm soát Biển Đông, một vùng biển chiến lược và giàu tài nguyên, từ đó ảnh hưởng đến tự do hàng hải và hàng không của Mỹ và các quốc gia khác. Đối với Mỹ mà nói, Biển Đông là một trong những tuyến đường biển vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới, qua đó khoảng 3,4 nghìn tỷ USD giá trị hàng hóa vận chuyển hàng năm. Mỹ có lợi ích trong việc duy trì tự do hàng hải và đảm bảo các tuyến đường này không bị phong tỏa hoặc kiểm soát bởi bất kỳ quốc gia nào. Vì tự do hàng hải và ổn định trong khu vực Biển Đông giúp duy trì sự liền mạch của chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó hỗ trợ cho nền kinh tế Mỹ. Khi Trung Quốc tuyên bố 90% diện tích Biển Đông là của mình, Mỹ muốn ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông nhằm duy trì cán cân quyền lực và đảm bảo rằng không có quốc gia nào có thể đơn phương kiểm soát toàn bộ khu vực này. Chưa kể đến Mỹ có các căn cứ quân sự ở trong khu vực này để bảo vệ lợi ích của mình và đồng minh. Nhưng nếu Trung Quốc mạnh mẽ thì chính những căn cứ này cũng gặp thách thức. Nếu vị thế của Mỹ bị suy yếu trong khu vực Đông Nam Á, nó đồng nghĩa với việc là sự trỗi dậy của Trung Quốc là điều tất nhiên. Thứ hai đó là tăng cường khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập ADA2. Các hệ thống vũ khí hiện đại của Trung Quốc, bao gồm tên lửa đạn đạo chống hạm và tàu ngầm tấn công, có thể làm giảm khả năng tiếp cận và hoạt động của Hải quân Mỹ trong khu vực. Căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam, Nhật Bản và các khu vực khác trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc có thể đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Thứ ba đó là cạnh tranh trong cuộc chạy đua vũ trang. Mỹ có thể phải tăng ngân sách quốc phòng để duy trì ưu thế hải quân và đối phó với sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc, gây gánh nặng tài chính. Việc chạy đua vũ trang và các cuộc đối đầu quân sự có thể làm gia tăng căng thẳng và rủi ro xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc. Thứ tư, tác động đến đồng minh và đối tác của Mỹ.
các đồng minh và đối tác của Mỹ có thể cảm thấy bị đe dọa và giảm lòng tin vào khả năng bảo vệ của Mỹ, từ đó có thể tìm cách xây dựng mối quan hệ quân sự độc lập hoặc hợp tác với Trung Quốc. Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh hải quân để gây áp lực chính trị và ngoại giao lên các nước láng giềng, từ đó làm suy yếu các liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ. Thứ năm đó là khả năng tiến hành các hoạt động hải quân đa dạng, tăng cường hiện diện toàn cầu. Trung Quốc đang mở rộng hiện diện hải quân toàn cầu, bao gồm cả các căn cứ hải quân ở nước ngoài như là Djibouti, làm gia tăng khả năng tiến hành các hoạt động hải quân ở nhiều khu vực trên thế giới. Thách thức các lợi ích hải quân của Mỹ. Sự hiện diện này có thể thách thức các lợi ích và hoạt động hải quân của Mỹ ở các khu vực ngoài châu Á-Thái Bình Dương, từ đó làm phân tán và kéo dài khả năng phản ứng của Mỹ. Như vậy, có thể thấy, sức mạnh hải quân của Trung Quốc không chỉ thách thức vị thế và khả năng quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, mà còn có những tác động lớn tới an ninh khu vực, liên minh quân sự, thương mại quốc tế và chiến lược toàn cầu của Mỹ. Điều này đòi hỏi Mỹ phải điều chỉnh chiến lược và tăng cường khả năng hợp tác với các đồng minh và đối tác để đối phó với thách thức từ Trung Quốc. Chúng ta biết rằng, khi nói về cạnh tranh hải quân, người ta thường đề cập tới những vũ khí và nền tảng hào nhoáng như là tàu sân bay, máy bay chiến đấu tàng hình và tàu khu trục được trang bị cảm biến và tên lửa. Người ta cho rằng các tàu và máy bay tiền tuyến chiến đấu để giành quyền chỉ huy trên biển và trên bầu trời. Nếu không có họ, hải quân và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể không bao giờ giành được quyền chỉ huy. Và nếu họ không thể giành được quyền chỉ huy, thì họ không thể tận dụng quyền chỉ huy để đạt được hiệu quả về mặt chiến lược và hoạt động. Biển trở thành một bức tường thành chống lại chiến lược của Mỹ và đồng minh hơn là một con đường tiến vào các khu vực xung đột. Chiến lược hàng hải chùn bước. Theo logic đó, hầu hết các nhà quân sự ưu tiên trong ngân sách và thiết kế đội tàu. Chúng ta đều không lạ gì với việc vũ khí của Mỹ đều là loại đắt đỏ. Thế nhưng mà có một vấn đề đó là trong cuộc chiến đối đầu với đối thủ thực sự thì người ta cần phải tính toán đến việc nghiên cứu các loại vũ khí rẻ tiền hơn nhưng mang lại hiệu quả tốt hơn. Hãy nhìn vào cuộc chiến ở Ukraine thì chúng ta sẽ thấy là những máy bay không người lái rẻ tiền hơn rất nhiều những xe tăng phương Tây. Nhưng khẩu pháo tự hành hay là cả những hệ thống phòng không đắt đỏ đều là đối tượng để nó nhắm vào tiêu diệt. Chiến tranh là một cuộc chiến dài hơi. Khi cuộc chiến chuyển sang dạng tiêu hao thì bên nào sáng tạo ra nhiều loại vũ khí chi phí thấp nhưng hiệu quả tốt thì bên đó tiết kiệm được ngân sách, đồng nghĩa với việc là họ sẽ là người sống sót cuối cùng trong một cuộc chiến tiêu hao. Cho nên không ít chuyên gia quân sự lo ngại rằng Mỹ nên để mắt tới việc Trung Quốc sản xuất ồ ạt các loại vũ khí cũng như là năng lực đóng tàu của họ đang tăng hạng. Có thể nó không được dùng vào chiến đấu thực sự nhưng nó có thể khiến vũ khí của Hoa Kỳ phải tiêu hao những loại vũ khí đắt tiền của mình. Trong khi Trung Quốc đang tăng tốc về năng lực hải quân của mình, thì Hải quân Hoa Kỳ sẽ trì hoãn tài trợ cho các dự án máy bay chiến đấu FAXX thế hệ tiếp theo và tàu ngầm tấn công SSNX, ưu tiên các hoạt động hiện tại và ngắn hạn. Thứ trưởng Hải quân Eric Raven đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào khả năng sẵn sàng, nhân sự và khả năng hoạt động dưới biển trong quá trình hiện đại hóa trong tương lai. Hải quân Hoa Kỳ đang ở đâu khi Hải quân Trung Quốc đang trỗi dậy? Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hồi tháng 3 đã đăng tải lời của Thứ trưởng Hải quân Eric Raven đã thảo luận về yêu cầu ngân sách gần đây của quân đội rằng hướng dẫn của Hải quân chỉ đạo chúng tôi chấp nhận rủi ro trong quá trình hiện đại hóa trong tương lai khi có những lựa chọn khó khăn phải thực hiện. Nếu bạn xem xét FAXX hoặc các chương trình X thế hệ tiếp theo khác, chúng tôi đã cố tình chấp nhận rủi ro trong lịch trình phát triển các chương trình đó để ưu tiên các khoản đầu tư quan trọng đó. Cho dù đó là sự sẵn sàng hay đầu tư vào con người của chúng tôi hoặc dưới đáy biển, để đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện toàn bộ các chương trình đó. Mặc dù SSNX của Hải quân sẽ không được ưu tiên trong vài năm tới, nhưng tàu ngầm thế hệ tiếp theo dự kiến sẽ trở thành loại tàu ngầm tốt nhất thế giới một khi nó được giới thiệu. Cơ quan này lần đầu tiên tiết lộ sự tồn tại của chương trình SSNX vào năm 2014. Tàu ngầm sẽ được thiết kế để có tốc độ di chuyển lớn hơn trong điều kiện tàng hình tăng cường. Thay vì thống trị đa nhiệm ở vùng ven biển, các tàu ngầm mới sẽ trang bị nhiều loại vũ khí hơn và trọng tải cũng đa dạng hơn. Cụ thể, Hải quân cho biết trong một tuyên bố, SSNX sẽ được thiết kế để chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng do sự cạnh tranh của các đối thủ ngang hàng để giành quyền thống trị dưới đáy biển. Nó sẽ cung cấp tốc độ cao hơn, tăng khả năng trọng tải theo chiều ngang, cải thiện ưu thế về âm thanh và khả năng sẵn sàng hoạt động cao hơn. SSNX sẽ tiến hành chiến tranh dưới biển toàn diện và có thể phối hợp với một đội quân lớn hơn gồm các phương tiện, cảm biến và lực lượng thân thiện. Nó sẽ duy trì và cải thiện khả năng thực hiện đa nhiệm vụ cũng như sự hiện diện chiến đấu bền vững ở những vùng biển bị từ chối. Kể từ cuối những năm 1990, Hải quân Mỹ đã liên tục mua sắm hạm đội tàu ngầm lớp Virginia với tốc độ 2 chiếc mỗi năm. Chúng là những tàu ngầm đầu tiên được Hải quân Hoa Kỳ phát triển bằng cách sử dụng các thiết bị hỗ trợ
như là công nghệ hiển thị 3D CATIA, bao gồm kỹ thuật có sự hỗ trợ của máy tính, thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính, sản xuất cũng có sự hỗ trợ của máy tính và cũng như là vấn đề quản lý vòng đời sản phẩm. Các phiên bản Block 5 mới nhất của lớp Virginia đang được thiết kế với module trọng tải Virginia và có giá khoảng 4,3 tỷ USD mỗi tàu. Vậy các tàu ngầm thế hệ tiếp theo như SSNX cần thiết đến mức nào? Trung Quốc có thể đang bắt kịp Mỹ về nền tảng máy bay chiến đấu tiên tiến và máy bay ném bom tàng hình. Nhưng Bắc Kinh đã thất bại trong việc sản xuất tàu ngầm hạt nhân chất lượng cao hơn. Với lợi thế này, Washington có mọi lý do để ưu tiên phát triển và mở rộng các tàu quan trọng này. Tàu sân bay là tài sản hải quân quan trọng nhất kể từ Thế chiến II. Mỹ hiện đang vận hành 11 căn cứ không quân nổi này và hiện đang đóng các tàu lớp 4, loại tàu sân bay tiên tiến nhất. Tuy nhiên, tàu ngầm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong bất kỳ hoạt động chiến đấu nào trong tương lai chống lại hải quân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu ngầm có khả năng tàng hình, cơ động và có tính sát thương cao. Chúng có thể mang vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân như nhau. Các tàu SSNX cuối cùng của hải quân sẽ chỉ bổ sung vào kho vũ khí đa dạng, có khả năng sát thương trên biển của quân đội. Chúng là một tài sản rất cần thiết vì hải quân dự kiến chỉ sở hữu một hạm đội tàu ngầm 46 chiếc trong vòng 5 năm tới. Nếu các tàu ngầm sắp ra mắt có tốc độ và trọng tải của tàu lớp Sea Wolf, độ yên tĩnh và cảm biến âm thanh của tàu lớp Virginia cũng như là khả năng sẵn sàng hoạt động của tàu lớp Columbia giống như các kế hoạch dịch vụ, thì Mỹ sẽ ở vị trí thuận lợi để thống trị Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nếu chiến tranh với Trung Quốc thành hiện thực. Điều đáng nói là chính quyền đương nhiệm đang đặt trọng tâm vào những thứ khác và hình như họ đang chủ quan về năng lực của mình cũng như có phần khinh địch. Nhưng Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự lớn mạnh của Ấn Độ vốn là một kẻ thù không đội trời chung của Trung Quốc trong thời gian gần đây đang nói lên một điều rằng Mỹ không thể loại bỏ Ấn Độ ra khỏi cuộc cạnh tranh kìm hãm Trung Quốc. Cuộc chạy đua sức mạnh hải quân đã bắt đầu. Ấn Độ đã sớm bắt đầu chế tạo tàu sân bay thứ ba, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cho biết khi nói chuyện với The Tribune. Ông đang đề cập đến đề xuất đang chờ xử lý của hải quân về việc chế tạo một tàu sân bay nội địa khác có cùng kích thước với INS Vikram, nặng 45.000 tấn và được đưa vào biên chế vào tháng 9 năm 2022. Ấn Độ có thêm một tàu sân bay nữa, INS Vikramaditya, có nguồn gốc từ Nga vào năm 2013. Ông Rajnath nói, chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó, chúng tôi sẽ làm thêm 5-6 chiếc nữa. Đây là những dấu hiệu đầu tiên về kế hoạch dài hạn nhằm sở hữu các tàu sân bay có thể phóng và thu hồi các máy bay chiến đấu từ boong tàu khi đang di chuyển. Những gì Rajnath nói đang đặt ra là một mục tiêu mới cho Ấn Độ và nó có thể phù hợp với kế hoạch sở hữu tàu sân bay của Trung Quốc. 3 năm trước, một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Sự phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2021 đã cảnh báo rằng Trung Quốc tiếp tục xây dựng một lực lượng đa tàu sân bay có kế hoạch cho 6 chiếc vào năm 2030. Trung Quốc có 2 tàu sân bay đang hoạt động là Liêu Ninh và Sơn Đông. Vào ngày 1 tháng 5, nước này bắt đầu cuộc thử nghiệm trên biển kéo dài 1 tuần đối với tàu sân bay thế hệ tiếp theo là Phúc Kiến. Đây là tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc và là tàu đầu tiên được trang bị máy phóng điện tử. Các tàu sân bay Mỹ sử dụng công nghệ máy phóng điện tử để phóng máy bay chiến đấu từ boong tàu. Việc phóng bằng máy phóng cho phép máy bay phản lực mang tải trọng nặng hơn và giảm thời gian giữa hai lần phóng. Phúc Kiến, tàu chiến nặng 80.000 tấn, lớn hơn các tàu sân bay do Anh, Pháp, Ấn Độ và Nhật Bản sản xuất. Không chỉ Ấn Độ và Trung Quốc, các nước châu Á khác cũng đang chạy đua nhằm phô trương sức mạnh trên biển và chế tạo tàu sân bay. Người Nhật đã cải tạo tàu sân bay trực thăng JS Izumo thành tàu sân bay có khả năng bay F-35. Nó đang chuyển đổi một tàu sân bay trực thăng khác là JS Kaga. Hàn Quốc cũng có kế hoạch hạ thủy một tàu sân bay vào năm 2030. Quý vị thấy đấy, Trung Quốc đơn độc trong tham vọng ở Biển Đông, trong khi những cường quốc khác sẵn sàng nhảy vào đây để thách thức tham vọng bành trướng từ Bắc Kinh. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà người ta nói là Biển Đông sẽ là mồ chôn của hải quân Trung Quốc. Chủ nghĩa bành trướng cũng sẽ xóa sổ thể chế đỏ ở Bắc Kinh. Trong bối cảnh này, Trung Quốc muốn kéo Nga vào Biển Đông thông qua các cuộc tập trận thị uy. Tuy nhiên, Nga có lối thoát của mình là quần đảo Kurin, nơi đang tranh chấp với Nhật. Chỉ cần Nga-Nhật đạt được thỏa thuận ở quần đảo này, thì lối thoát phía đông nam của Nga không nhất thiết phải qua Biển Đông, vốn bị nhiều đồng minh của phương Tây kiểm soát và có thể gây trở ngại. Cho nên chiến thuật thông minh của Mỹ lúc này là để Nga đứng ngoài khi thúc đẩy Nhật và Nga ký hiệp ước hòa bình liên quan đến quần đảo Kurin. Nhưng tầm nhìn chiến lược của các nhà hoạch định chiến lược đến đâu mới là vấn đề. Họ muốn giải quyết mâu thuẫn hay là kích hoạt mâu thuẫn, đó mới là mấu chốt và chúng ta hãy cùng đợi xem. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Xin quý vị hãy để lại quan điểm của mình để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên nút like và đăng ký kênh. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.